Kinh đã đến rồi đấy, được vị thần với kia đến được với nhau đấy, xin cảm ơn cái khán giả phải làm chăm chú. Mâm bà phải làm chăm tại mâm. Vì là chị ăn cỗ nhiều lắm, em cả nói với chị này nhé, nếu như Liên Phong ăn cỗ nhiều này, Lan này, các anh nhà ngoại em không dám hứa trước, nhưng mà em nói một điều rằng là nếu như mà Tân mà Kiệt lấy với nhau, cháu Đạt sẽ là người đứng ra bỏ tiền ra đứng tổ chức cho hai đứa coi như là cưới, cho là bằng chúng bằng bạn bà nhé. Đạt vâng ơi, vâng cố lực, vâng đấy, nuôi cố lên rồi đấy, mẹ nuôi lên rồi đấy, con cảm ơn mẹ đi, cố lực cho nó to đấy, thấy chưa, cũng phải làm hẳn trăm mâm luôn bà, không phải ít đâu đấy. Ví dụ như nhà Kiệt ở xa thì là mình tổ chức một ở nhà gái, bắt nhà trai nhà gái luôn lên được, vào ai mà ai chồng thế thôi, thế thôi. Thì đấy, mẹ cháu thì đi lấy chồng. Nếu như mà cháu Kiệt mà có ý kiến đến là với con nhờ mẹ Quyên này, bên chỗ anh Đạt này đứng để mà trong vai của họ nhà trai ấy, thì em với bà là trông ra được không? Hùng sao? Tốt quá. Xin chào quý vị khán giả của kênh Đạt đến rồi. Cũng như lời hứa hôm vừa rồi, bà Tiêu có gọi cho cháu Đạt là bảo xuống để sửa lại cái bờ rào ở dưới này. Thì cũng như lời hứa thì mình đã hứa với bà Tiêu rằng là mình sẽ đưa thợ xuống để sửa lại cái hàng rào dưới này. Thì tuổi ra là cháu Đạt là phải đi cơ, nhưng mà cháu Đạt bay về đêm hôm kia thì thật cháu đi cả tuần, cho nên là cháu rất là mệt. Mà hôm nay mệt thì cháu lại có một chuyến đi công tác ở dưới Hà Nội, cho nên là mình là mẹ của Đạt cũng thay mặt cho cháu hôm nay để đưa thợ xuống và đưa cả cháu Kiệt xuống nữa để xem sửa sang cái bờ rào như nào để cho nó gọn gàng một thể luôn, để cho khỏi gà qué nó vào nhà. Thì lại có cháu bé, và hai nữa có cái đống củi đấy, thì là từ hôm chả biết là có cái hội nào đến ấy, chỉ làm bôi bôi qua qua đây, bây giờ là cái đống củi xếp như vậy lên cái cháu bé. Nhà thì có cháu nhỏ, thì là nếu như cháu bé mà trèo lên là củi sẽ đổ vào người, không cẩn thận là gặp tai họa đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Thế cho nên là hôm nay là đưa Kiệt xuống và đưa thợ xuống để sửa lại và xếp lại cái đống củi ạ. Thế bây giờ mọi người theo chân mình vào trong để làm như thế nào nhé. Và Kiệt cũng xin chào quý vị khán giả đi con. Dạ kính thưa quý vị khán giả, hôm nay được xuống để xem và xây cái bờ rào lại cùng gia đình, và mong quý vị khán giả sẽ theo chân cùng đi theo gia đình cháu ạ. Đi đi khán giả này đấy, trai đấy, ôm ra đón luôn kìa. Sao hả? Anh Đạt ốm rồi. Anh Đạt ốm rồi. Bây giờ em muốn lên, bây giờ em muốn lên trước với anh ý. Giờ anh ốm nào? Giờ đấy. Có ăn được không? Này, tặng cho này. Đấy, đấy, anh tặng cho đấy. Cắt chó đi, cắt chó đi. Đây để cô quay cái đống củi này. Không biết là các bạn nào đến để mà dọn cái đống củi nhà bà Tiêu như này thì mình thấy rất là nguy hiểm luôn các bạn ạ. Đây nhìn này, như thế này mà trẻ con, nhà thì có trẻ con đây này, thấy không? Thấy không? Chạm vào một cái mà đã lao như này rồi. Các bạn dọn như thế này thì nhà thì có cháu thì bé, bà mẹ thì già, mà cháu Tân thì lại khờ, cho nên là như thế này rất là nguy hiểm. Mà cháu thì bé mà nó nghịch ngợm, thế cho nên là hôm nay là cũng đưa Kiệt với lại thợ xuống, thợ thì xuống làm cái bờ rào, còn Kiệt là phải dọn hết cái đống này đi con nhé. Không là cháu cái thằng cu nhỏ là nó trèo lên như này, không cẩn thận là ngã xuống là gãy chân đấy con nhé. Đấy, chứ các bạn đến làm như này nhưng mà các bạn không nghĩ sau này không may cái hậu quả nó xảy ra như thế nào là rất là nguy hiểm nhé con nhé. Đâu bây giờ thợ nhà mình đang làm ở đâu rồi? Thợ đang làm à? Ở bên đó này. Ừ. Vâng. Vâng. Đang vào để quay.
Đây con rể ra rồi, con rể ra để còn xếp cả cái đống củi này nữa. Đấy. Vâng, em cho bà nhé. Ôi, chó ghê vậy. Đấy, ba. Vâng. 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 Đấy, cũng như lời hứa mọi người nhá. Thì bên cháu Đạt đấy thì đã hứa là phải làm, mà đã làm là phải làm cho đến nơi đến chốn. Thì đấy là đấy, tháng nay là cho thợ, là cho mấy cháu ra là đấy làm là che cái bờ rào từ bên kia sang bên này cho bà Thiêu, để cho gà đỡ bay ra ngoài này, đoạn rồi gà nó không đi vào trong nhà nữa thì nhà cửa nó mới sạch sẽ được mọi người ạ. Đấy. Thế còn Kiệt đấy, tí nữa là phải xếp cái đống củi kia con nhá. Nhớ là cái đống củi kia phải xếp lại. Thế là đất nhà bà ra tận kia ạ. Vâng. Thế còn nhà bà Tiêu là hết cả cái nhà này ạ. Đấy, quay quay bên đây. Hà Tân, thế sao đất nhà Tân rộng thế? Chuẩn bị cho hai vợ chồng sau ở này. Tiêu ở trước. À, cái củi nó còn thêm lau dọn nha. Dọn dịch nó vào bên trong thôi. Cho dọn qua bên kia bên này. Đúng rồi, bốc nó dịch vào bên trong một tí để cho nó khỏi bị sập xuống ấy. Bốc những cái to, chủ yếu là những cái to này bốc dọc. Xuống có thằng cu nó ngã chết. Nó trèo lên gãy chân. Kiệt vào trong đi. Kiệt vào trong ấy đi xong rồi. Vào trong đấy. Cả Tân nữa, gọi cả hai đứa vào xếp củi đi. Đấy. Nào, bà xin chào quý vị khán giả của kênh Đạt Đến Rồi đi. Bà chào quý vị khán giả kênh Đến Rồi nha. À, kênh Đạt Đến Rồi. Kênh Đạt Đến Rồi đấy, thì quên. Bà thấy cũng như là lời hứa đấy, nhá. Đấy, lời hứa của bà là chuẩn. Vâng. Bà phải cảm ơn bà với Đạt. Vâng. Tất cả mọi người làm vụ. Đấy thì em cũng nói với mấy chị rồi. Đấy thôi gọi là chị cho nó tình cảm, đỡ giả. Đúng không? Đấy cũng như lời hứa là giữa cháu Đạt là với lại gia đình nhà mình là đã nói là làm. Mà đã làm là làm đến nơi đến chốn. Chứ không phải là đến mà để câu view coi như thế là cứ làm ba cái xong lại bỏ đấy. Xong nhớ không may như cái đống củi đấy là hôm qua em về em còn nói với cháu Đạt đấy. Cái đống củi dọn cho nhà bà dọn như thế, nếu không may cháu bé nó mà trèo lên, nó mà rơi xuống là què chân cháu thì làm thế nào? Trình vình. Đúng không bà? Nhiều cái nó chất trình vình. Đấy, thế cho nên là đây là cháu Đạt đến đây làm là làm bằng cả một cái tấm. Đấy. Làm cả bằng một cái tấm lòng. Đấy, chứ không phải là đến để mà bôi ra như thế nọ đấy. Kia. Đấy là em cũng rất là tại vì là tuổi ra người ta đến làm, người ta phải làm cho đến nơi chốn mà đã chưa làm là cứ để đấy. Thì nó không sao, nhưng mà làm rồi là các cháu lại phát cho bao nhiêu là vâng, đấy, thì là hôm qua là cháu Đạt là nó đi công tác ở trong đấy là về nó cũng rất là mệt bà. Mệt thì nó mệt, nó đi cả tuần ở trong đó, còn đi cả Cam Ranh từ từ trong đấy. Thế thì em qua là em lại phải chủ động nhắn tưởng tin cho cháu Đức. Đạt phải sang tận Campuchia. Sang bảo vào tận trong Cam Ranh chả biết ở đâu, lại còn phải đi một chuyến máy bay nữa mới vào đến trong đấy. Bay ra vào đến trong miền Nam rồi xong lại đi tiếp mà không biết tận đâu thì em cũng không Cam Ranh chứ nhìn ở ngoài Nhà Trang. Vâng, thế là hôm qua em phải chủ động là gọi cho cháu Đức đấy là bảo cháu Đức là hôm nay là bằng mọi giá ra đây để giúp. Đấy. Không bà có ngoài này bỏ sắt này các thứ linh tinh thì con đầy các thứ thì không ấy gạn lại bày linh tinh. Thế bây giờ là đang thì là mày quá Kiệt là đang thì dọn củi trong kia. Thì em cũng bảo Kiệt rồi, bây giờ Tân ấy là nó đã khờ, nó không biết rồi, thì bây giờ là con phải dạy Tân từng tí một là phải làm như này này, còn nếu không dạy là nó không biết đâu. Bây giờ không khác thì mình dạy một cái đứa đấy, trẻ chịu lò vâng. Bây giờ đang dạy đang bốc củi rồi người
Như là nói hay thì cũng có nhiều, người nấy được cũng nhiều. Thế nên thôi, mình chưa bảo ấy, hiểu là bảo là phải nghĩa là kệ cái này nấy ngả nấy nghiêng. Người này dù ai nấy ngả nấy nghiêng, trong tàu vẫn vững như kiêng vào trần. Phải kiên trì, hy sinh thôi. Thì giúp đỡ cho tần ấy. Thì không có đi khổ quá. Thì tôi cho nên là chị cứ yên tâm nhé. Cứ yên tâm vì là nói là làm mà nói là làm. Đấy. Thế cảm ơn mẹ còn nha em. Thế bây giờ là tí nữa là quay từ đây sang bên kia đấy, đúng không? Quay thì mới thiếu sắt thì lại phải em đi mua. Thanh toán ở trong hóa đơn đó. Ra là hết 5 triệu. Thế cái chỗ sắt đấy là 55 nghìn. Thế nhưng mà Phượng cho có 4 triệu đấy. Thế em giải trước được hơn triệu, triệu 2. Thế nó đến hỏi nhưng mà chưa đi giả được. Thế là nó cứ đến vẫn đóng sắt này đấy. Nó đến rồi không biết đâu, nó cứ lượn cổng đi. Rõ nhiều quà này, lại đến thế nào, nhưng mà cháu nó bao nó còn ông cậu mấy cháu dâu hôm nọ nó còn bao là bác thì vắng già dùng ngô không vâng thế thôi bà không phải lo đâu nhé. Thế nó cảm ơn ba vì đạt mẹ còn nó bảo những cái chỗ này là những cái chỗ này là khó khăn nên người ta cũng không muốn làm đấy. Vì hai nữa bảo làm thì chả làm, có máy khoan này, máy cắt các thứ đấy đây chả ấy. Thế đầm ra rồi nó cứ rửa ra đây. Đấy, bà nhìn này, nó cả váy rồi đấy. Quá. Kéo lại tòa cả váy. Về củi. Đi, bà vào trong này đã, hai đứa nó đang quay ở trong, hai đứa nó đang làm ở trong ấy. À thế. Là bà đi ra ngoài đồng thì là ai là người trông cháu cho bà? Có lúc thì để mẹ này trông, lúc không thì cứ trò lại cháu cho bà. Nếu như mà bà mà để cho mẹ cháu trông ấy thì bà phải đi chớp nhoáng bà về thôi. Chứ bà không thực để được mà đi cả buổi mà về ấy. Tại vì là cháu Tân nó khờ là nó không biết được cái gì là đúng, cái gì là sai ấy. Đấy. Đấy. Thế cho nên là cũng rất là về để khổ. Con chồng chả có cái của gì đâu mà bây giờ ví dụ bà khỏe thì không sao, nhưng bà mà ốm đau bệnh tật ra đấy thì ai là người chăm con đấy, khờ cháu dại đấy. Đấy là một cái nỗi lo của bà cũng là rất là đúng. Thế thì bây giờ thì cháu Kiệt nó về đây thường hỏi cháu ở nhà ấy, thì hỏi bà là thế bây giờ cô hỏi thật con, bây giờ con yêu Tân thực sự hay là con chỉ xác định là đóng phim? Thì cháu Kiệt nó có nói rằng là con là con cũng xác định bởi vì là gia đình nhà con như vậy. Thì bây giờ là con cũng muốn ra đây là thứ nhất là con rất là mến mộ kênh của anh Đạt đến rồi. Và hai nữa là con cũng rất là thương cái hoàn cảnh của Tân. Vì Tân nên là cũng là vất vả nhiều rồi. Thế mà bây giờ thì mẹ thì già mà Tân thì khờ mà cái đứa bé thì lại là còn thơ dại ấy. Thế cho nên là thôi con cũng là xác định. Đấy, thế thì đấy là nó nói với em là như vậy. Thế còn thật hay hư như thế nào thì hôm nay con cứ trả lời mấy đây bà. Ra thì chuyện nên lại chuyện với cả ba với cháu đây nhá. Kiểu nhiều người họ nói như này còn chị thì cũng nhận nó động hen. Thế nên nó sợ là kiệt như này. Thế mà lại chắc gì là lấy Tần kiểu như nhiều những kiểu nói lắm. Thế nhưng mà bây giờ này trước hết người ta cứ hỏi nhưng mà chị mới bảo này ở thì bây giờ chúng nó có đi đóng phim lại chưa nghe thế nào thì cứ nói thế rồi, nhưng có người đi họ nói hay mà nếu mà được thì là cái tốt
Vâng. Có người thì bảo tần thì như thế. Cái đây là nó do là duyên số. Vâng. Như thế chắc gì là ấy bạn thì. Vâng. Thì thôi trước mắt thì cứ để cho các cháu nó tìm hiểu đã, bà. Thế là cứ để cho các cháu nó tìm hiểu sau này nó như thế nào, đơm hoa kết trái thế nào rồi sau thì mình tính sau. Thế còn bây giờ thì là nhà quế. Kiệt. Theo Kiệt là như thế nào? Kiệt cứ nói luôn đi cho cộng đồng mạng biết, chả có mọi người cứ hỏi bà. Dạ thì con thì cũng nói là dứt khoát là để thời gian sau sẽ trả lời cho mọi người biết. Chứ mình không phải là mình gặp là mình nói là mình yêu liền. Đúng rồi. Người ta nói mình là giả dối. Đúng rồi. Còn hôm nay thì cháu nói là cái thời gian của cháu sẽ còn dài thì sẽ cho mọi người biết cái đáp án nó chính xác, chứ không phải là gặp nay gặp cái là nói yêu tân này nọ. Đó người ta gọi gặp mình là người ta nói mình là giả dối. Đúng đóng rồi. Phim thôi. Chứ còn thực tế thì là cháu nghĩ thì hoàn cảnh của tân thì giống cháu. Thì cháu thương là cháu thương cái hoàn cảnh đấy giống cháu thật tình. Còn cái yêu hay là không yêu, đó là thời gian dài sẽ có đáp án cho mọi người biết. Trời, đấy con cũng nói cho bà nghe. Nếu mà được như thế thì ba cảm ơn. Dù thế thì nó chồng cái chuyện yểu đường phức tạp rồi. Đấy, ngươi thì nói hài, ngươi nói dở. Nghe thằng nghĩ là kiểu còn mới nhẹ như thế. Thì Kiệt như thế này chắc gì nó đã lấy đấy, nhiều người là họ nói thế, vì nhiều người ngày này chưa hiểu thế này. Cũng kính thưa quý vị khán giả này, vợ chồng nó là cái duyên số đấy, thì là cứ để cho các cháu nó tìm hiểu nhau, thế sau này nó kết quả như thế nào đấy thì rồi sau thế thời gian nó sẽ trả lời. Chứ còn thì giữa Đạt và mẹ Đạt cũng chỉ muốn mang những cái niềm vui và hạnh phúc đến cho hai cháu thôi. Thế còn cũng không phải là vì ép buộc cái thế nào cả, người ta bảo ép dầu ép mỡ đấy. Chứ không ai nỡ ép duyên. Đúng. Đấy bây giờ ví dụ như là Kiệt nó bảo nó không thích, nó không lấy, thì chả nhẽ mẹ Đạt mới Đạt lại bảo là lấy đi cũng không thể được đấy. Sống không có hạnh phúc. Nói chung là phải có cái tình yêu thương của đấy. Hai người. Đúng. Và Kiệt nó phải cảm nhận được rằng là nó yêu được Tân và nó chấp nhận được một cái hoàn cảnh như này thì sau này nó mới có hạnh phúc được. Chứ còn bây giờ Đạt với mẹ Đạt thì tất nhiên là cũng rất là mong muốn. Thế nhưng mà mong cái này là cũng chỉ là mong muốn thôi. Chứ còn cái về tình yêu, về tình cảm thì không thể ép buộc được. Quý vị khán giả, nhiều khi có những cái bình luận của khán giả bảo là không được ép Kiệt lấy Tân thế nọ thế kia, nhưng mà thật sự ra là không ai thể ép được cái tình yêu cả, không ai ngăn cản được cái tình cảm cả, mà là chỉ có được cảm nhận được từ hai người thôi. Còn Tân thì là cũng thấy là cũng rất là yêu Kiệt rồi, thế còn Kiệt ấy thì là cũng thấy cũng là tình yêu thì không biết, nhưng mà cái tình thương ấy Kiệt dành cho gia đình nhà Tân ấy thì là mình là mẹ của Đạt là mình cảm nhận thấy là có đấy. Thế còn sau này như thế nào nữa thì để thời gian trả lời quý vị khán giả đấy thôi. Thì còn nếu như mà quý vị khán giả mà yêu mến kênh Đạt đến rồi thì nhớ comment nhiều vào để cho mẹ của Đạt thường tối là hay đọc comment lắm đấy nhé. Đấy. Tuy rằng là rất là nhiều những cái bình luận yêu thương kênh Đạt đến rồi và rất là nhiều những cái bình luận cũng không nói chung là cũng không hoàn hảo được tất. Thì thôi thì cái gì mà mình chưa được đúng thì là mẹ con nhà Đạt sẽ cố gắng để cho nó hoàn thiện hơn nữa. Thì mong quý vị khán giả có gì thì cũng ủng hộ kênh Đạt đến rồi và cũng theo dõi kênh Đạt đến rồi. Những cái gì hay thì là mọi người cứ comment vào thật nhiều vào để cho mẹ con nhà Đạt hoàn thiện hơn. Đấy, được khi là kênh Đạt đến rồi đấy, được với Thần với Kiệt đến được với nhau đi, xin cảm ơn. Thế khán giả làm chăm mâm bà. Phải làm chăm mâm. Tại vì là chị ăn cỗ nhiều lắm. Em nói với chị này nhé. Nếu như Liên Du Phong ăn cỗ nhiều này, Lang này, các anh nhà ngoại đi. Em không dám hứa trước, nhưng mà em nói một điều rằng là nếu như mà Tân mà Kiệt lấy với nhau, cháu Đạt sẽ là người đứng ra bỏ tiền ra đứng tổ chức cho hai đứa coi như là cưới cho là bằng chúng bằng bạn. Bà nhé. Đang bảo là người cố lợn. Vâng, đấy người cố lợn rồi đấy. Mẹ nuôi lợn rồi đấy, con cảm ơn mẹ người đi. Người cố lợn để cho nó to. Đấy, thấy chưa? Tổ chức.
cũng phải làm hẳn trăm mâm luôn bà, chứ không phải ít đâu. Đấy, ví dụ như nhà Kiệt ở xa thì là mình tổ chức một ở nhà gái, bắt nhà trai nhà gái luôn lên được. Thôi bảo ai mai chồng không? Không, thế thôi. Thế thôi. Thì đấy, mẹ cháu thì đi lấy chồng. Nếu như mà cháu Kiệt mà có ý kiến đến là với con nhờ mẹ Quyên này, với bên chỗ anh Đạt này đứng để mà trong vai của họ nhà trai ấy, thì em với bà làm thông gia được không? Hùng sao? Tốt quá. Vâng. Nhưng mà nói thì nói thế thôi. À, cái uy tín và cái danh dự của mẹ con nhà Đạt là như thế nào thì mọi người đã biết rồi. Còn nếu như mà Kiệt mà xác định yêu Tân mà lấy Tân thực sự thì mới đến, chứ còn nếu mà đùa cợt là cũng không, tuyệt đối không được đùa cợt, bởi vì cái đùa cợt này đem ảnh hưởng đến cái uy tín và danh dự của anh Đạt và mẹ của Đạt, đúng không em, đúng không con? Đấy, chứ không phải là đơn giản đâu. Lại nói cái này nói phải là chưa hước cái tưởng đấy, tưởng nghe nói yêu thật rất nhiều người phá bĩnh ra. Nếu như mình xác định là mình xác định luôn từ đầu nha. Còn nếu như nghe là, kể cả bây giờ là bây giờ cũng chưa muộn, đúng như kiêng vào chân, đúng không bà? Kể cả bây giờ trả lời không yêu cũng chưa muộn nha. Còn để còn biết đường, còn nếu như xác định mà yêu thật thì là phải xác định thật để giữ cái uy tín cho Đạt và cho mẹ của Đạt đấy. Và hai nữa là cũng để cho Tân được không bị hụt hẫng, đúng đấy, không có bây giờ như cứ càng ngày càng yêu thêm, càng ngày mỗi ngày một tí, mỗi ngày một tí, thế đến lúc cái tình cảm nó sâu đậm lên rồi, đến lúc trong cái đó lại không yêu nữa mà Tân lại là một người khờ đấy, thì nên thế mà bây giờ tự nhiên nhiều người người ta cũng sự đấy. Như thế cuối cùng là nó lại thành bệnh nặng hơn, tôi đấy, cũng đúng, giúp đúng. Không giúp được lại mang tội đến cho đấy, đúng Tân, cũng ý như lời bà nói của nhiều người người ta cũng nói thẳng như thế. Thế nhưng mà là biết đây trước hết là bây giờ hai đứa nó còn đi đóng phim từ các thứ đấy. Thì bảo người ta thì tất nhiên là ví dụ như là hai đứa đóng phim thì thứ nhất là Kiệt cũng chưa có công ăn việc làm mà Tân thì khờ thì là nếu như mà Kiệt cũng mở cái kênh TikTok của Tân Kiệt, Tân Kiệt gì nhỉ? Tân Kiệt Family. Tân Kiệt Family thì cũng mong tất cả quý vị khán giả vào xem kênh để ủng hộ ở bên TikTok cho Kiệt. Và để sau này Kiệt cũng có một cái kênh TikTok để Kiệt bán hàng. Kiệt bán hàng là thứ nhất là Kiệt lấy tiền để mà sang sửa lại cái răng cho Tân. Và hai nữa là còn cháu bé, còn mẹ thì già, nhưng mẹ bây giờ thì là còn khỏe, còn làm được. Nhưng mà con người thì cũng chẳng biết thế nào được, nhớ không may ốm đau vào đấy. Khỏe hôm nay nhưng có thể ngày mai ốm, thì là để Kiệt cũng có cái đồng để mà sau này để trang trải cuộc sống, để giúp đỡ cho gia đình nhà Tân. Thì mong quý vị khán giả để nếu như ai mà yêu thương kênh Đạt đến rồi thì nhớ vào ủng hộ và xem kênh TikTok của Tân Kiệt Family. Tới đây sẽ bán rất là, mẹ của Đạt cũng sẽ để cho Kiệt bán những cái mặt hàng nào để cho nó thích hợp ở trên, miễn là mặt hàng là có uy tín, mặt hàng là có chất lượng, để cho Kiệt bán để Kiệt còn có những cái đồng để trang trải cuộc sống ạ. Thôi video đến đây thì cũng đã dài rồi đấy. Thì mình cũng xin chào quý vị khán giả. Thì hẹn quý vị khán giả trong 7 giờ tối nay vào theo dõi ủng hộ cho kênh Đạt đến rồi nhé. Comment thật nhiều nhé quý vị khán giả nhé. Để mẹ Đạt được đọc comment. À, vâng thưa quý vị, thì Đạt vừa mới bước chân vào Phúc Lâm Bảo Đường thì là có nhận được một thông tin của cô tên là Dung. Cô hôm nay đã kết thúc quá trình điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường. Thì cô có thể chia sẻ qua cho quý vị khán giả được biết là cô tên là gì và cô đến từ đâu? Cô tên là Dung. Vâng ạ. Cô đến từ Xuân Lộc, Đồng Nai. Vâng. Trước khi đến đây thì cô gặp cái tình trạng gì về sức khỏe đấy ạ? Cô trước khi đến đây là cô bị thoái hóa đốt sống cổ mà đau vai gáy là 26 năm nay rồi. 26 năm. 26 năm. Thế mà về Phúc Lâm Bảo Đường này cô làm 5 ngày là cô đã hết bệnh. Đã nhẹ nhõm là hết hoàn toàn luôn. Hết hoàn toàn. Ừ. Vâng. Không còn đau nữa. Vâng. Thì trước đây là cái khó khăn nhất của cô trong cái sinh hoạt nó gặp khó khăn gì ạ? À, gặp khó khăn rất nhiều cháu. Chân tay là nó không thể nắm được. Tay không thể nắm được. Ừ. Mà từ vai trở xuống là cô nó đầu là cô phải quay hết cả người luôn. Vâng. Mà bây giờ là quay thế này là nhẹ nhõm hết cả rồi. Vâng. Ừ, tay nhàng. Trước là cô không nắm được ạ? Không nắm được con ạ. Bây giờ là nắm được. Giờ nắm được hoàn toàn này. Vâng. Đấy là nhờ Phúc Lâm Bảo Đường đã chữa được cho cô. Tuyệt như vậy. Vời. Trước kia là cô đã đi khám và điều trị ở đâu chưa? Cô cũng đi rồi, cô đi một tháng.
mà không chữa được một tí nào hết. Mà cứ sáng sớm là vợ chồng đi, đến trưa là không làm được bệnh mà chữa nó cũng vẫn như thế, là không tiến triển được một tí nào. Mà giờ cô mới coi trên tivi đấy, về cái kênh của cháu đấy. Mà thì là cô nghỉ hè cái là có người trông em bé cho là cô bay ngay ra đây đi chữa bệnh. À thế, thế là mỹ mãn, toại nguyện. Thế là đến hôm nay là được mấy ngày? Hôm nay là 5 ngày cháu ạ. 5 ngày à? Đấy, thưa quý vị là cũng có rất là nhiều trường hợp khi mà điều trị trong vòng cái thời gian ngắn ấy, hợp thầy hợp thuốc là sẽ rất là nhanh. Cháu chúc mừng cô nhá. Ừ. Hôm nay là cô về à cô? Hôm nay cô xin về. Vâng. Thế cô về thì cô vẫn nhớ là uống thuốc đều đặn cô nhá. Vâng. Vâng. Đấy thì kính thưa quý vị thì Phúc Lâm Bảo Đường thì lúc nào bệnh nhân cũng rất là đông, và Đạt muốn truyền tải cái thông tin của những bệnh nhân mà cải thiện rất là tốt cho quý vị mang tính tham khảo thôi, chứ không phải là để quảng cáo gì cả. Và Đạt luôn luôn khẳng định là tất cả những bệnh nhân mà Đạt đã từng phỏng vấn ở trên kênh ấy, là hàng trăm bệnh nhân rồi, thì là hoàn toàn là bệnh nhân đã điều trị ở tại Phúc Lâm Bảo Đường và mang lại kết quả như thế nào thì là do là đánh giá của bệnh nhân là như vậy. Đấy. Cảm ơn cô nhé. Rồi. Vâng ạ. Để chúc cô sức khỏe. Rồi. Vâng. Tất cả là cô cũng nhờ là kênh Đạt đến rồi. Vâng. Mà nhờ các bác sĩ của Phúc Lâm Bảo Đường. Vâng. Thế là cô đã chữa được khỏi hết bệnh, là cô rất là mừng. Vâng. Không cái gì là bằng mừng như vậy. Vâng. Cô là ở nhà là quay YouTube của cháu là chỉ muốn là bay về ngay để đến Phúc Lâm Bảo Đường để chữa. Vâng. Bệnh cho nó khỏi bệnh, chứ cô đau cô chịu không nổi nữa. Vâng. Vâng, thế nhưng mà đúng là mình đã cầu được ước thầy rồi và về để gặp cháu nữa. Dạ. Vâng. Vâng. Thì cô có lời nào mà muốn nhắn nhủ tới quý vị khán giả trên kênh của cháu? Thì cũng mong là bà con cô bác mà nếu mà bệnh nặng hoặc là bệnh cũng vừa vừa thì lên cố gắng về Phúc Lâm Bảo Đường, là bệnh tật sẽ xua tan hết. Vâng. Mà mình sẽ có một cơ thể khỏe mạnh. À, thật ra thì cũng có những cái trường hợp mà khi mà đến đây là điều trị không có kết quả đâu. Tại vì là những trường hợp như là bị vôi hóa này. Đấy thì là khi mà nắn chỉnh là các thầy rất là ngại nắn chỉnh, bởi vì là nó sẽ có tiềm ẩn rất là nhiều nguy cơ rủi ro. Thứ hai là những bệnh nhân nào mà chưa thực sự tin tưởng ấy thì Đạt cũng khuyên luôn là không nên đến Phúc Lâm Bảo Đường. Bởi vì sao ạ? Khi mà chữa được khoảng độ 3-4 ngày rồi mà chưa thấy kết quả gì là họ nản chán, họ đi về, là cuối cùng là vừa mất thời gian của họ mà lại vừa là ảnh hưởng đến uy tín của Phúc Lâm Bảo Đường. Đấy, cho nên là quý vị nào thực sự tin tưởng thì hãy đến. Đấy, tại vì là cũng có một số bệnh nhân ấy khi mà điều trị được 2-3-4 ngày mà chưa thấy kết quả gì xong về, xong rồi nói xấu về Phúc Lâm Bảo Đường ấy, cháu rất là ngại vấn đề đấy. Thế cho nên là quý vị nào mà xác định kỹ là tin tưởng thì hãy đến. Vâng. Nói là nhắn nhủ bà con là tin tưởng Phúc Lâm Bảo Đường thì đến đây là bệnh tật sẽ xua tan, mà mình sẽ một cơ thể khỏe mạnh như ý muốn của mình. Vâng, vâng. Thế là rồi ít bữa nữa thì cô lại bay ở Đồng Nai. Vâng. Thế là vào đấy thì bây giờ cô vào đấy là năm nay cũng là 40 năm. 40 năm. 40 năm. Thì cô vào trong đấy là 20 tuổi cô vào đấy. Là cô ở đấy giờ thì cô gần 60 tuổi rồi. Vâng. Cô 59 tuổi rồi. Vâng. Đấy, nhìn được cái nụ cười phấn khởi của cô là cháu cũng cảm thấy vui lây đâu. Hôm qua cô khám đấy, bác sĩ bấm huyệt cho rồi, tự nhiên cô thấy nhẹ người, cô phát khóc luôn con. Vui mừng, vui mừng, phát khóc luôn. Chắc là 26 năm qua thì chắc là cô cũng đã đi chữa rất là nhiều nơi rồi đấy chứ. Cô đi, cô uống thuốc nhiều lắm rồi con ạ, mà không tiến triển gì. Vâng. Mà chỉ có về đây là cô mới hết bệnh. Cô mừng. Trong vòng có 5 ngày. Ừ, có 5 ngày, cũng là tính thế. Nói chung là Phúc Lâm Bảo Đường thì chuyên về cơ xương khớp thôi. Đúng rồi, đấy, còn gan thận dạ dày nữa. Đấy. Thì chứ không phải là bệnh nào cũng đúng chữa rồi, được đâu. Vâng. Đấy, ông nọ có bệnh nhân bị tim ấy. Vâng. Thì họ cũng xem kênh, họ đến nhưng mà khám rồi khuyên họ theo bên Tây y. Vâng. Tại vì bên Nam dược thuốc Nam này thì không phải thế được. Mạnh về bệnh tim. Đúng rồi. Đấy, ví dụ thế. Đấy, cho nên là những khán giả nào mà chuẩn bị đến Phúc Lâm Bảo Đường thì nên gọi điện trước theo cái số điện thoại mà Đạt đã để trên màn hình ấy, để là mình được tư vấn kỹ càng trước khi đến, tránh mất công đến lại ra về không. Đúng rồi, lần này lúc ấy lại thấy buồn. Vâng. Không chữa được cái buồn. Cô rất như là bây giờ cô rất như là sung sướng. Vâng. Gặp như thế mà cô rất là mừng, từ nay đi là cô hết cái bệnh đau này rồi. Chứ. Vâng. Là cô nói thật, con là cúi không cúi được, mà cúi được. Người gần như đơ, gần như tay biến rồi con. Thế ạ? Đằng sau gáy là nó giật mà nó như là cái của tim mình nó giật, nào đằng sau cũng giật như thế con. À. Ừ, cô nặng như thế con mà. Thế bây giờ là? Bây giờ là khói hoàn toàn con. À, trước đây là cô không cúi được à? Không cúi được. Đi lại có khó khăn không ạ? Đi lại nó cũng đơ hết người ra, đó gần như tay biến rồi. Thế ạ? Nó nặng như thế. Thế bây giờ cô thử đi lại xem nào, nó bình thường chưa? Đi lại giờ nhẹ nhõm mà. Đây, cô
giờ nhẹ nhõm mà tay chân là dơ lên đàng hoàng này rồi, không còn đau nước cái cả. Ở trước là không dơ được. À, trước là không dơ được không tay. Không dơ được bạn ạ. Cứ co lại. Vâng. Thế mà giờ thì nhẹ này thôi. Không có gì nữa. Tuyệt vời đấy. Chúc mừng cô nhé. Rồi. Vâng. Thế là cô gặp tình trạng gì về sức khỏe đấy ạ? Cô thì bị đây, cô có phiền phiếc, cô bị thoái hóa mấy đốt cổ, sống cổ sống lưng, vâng. L3 L4 L5 rồi, vâng. C3 C4 C5. Vâng. Cô cũng có điều trị nhiều nơi nhưng mà cô cũng có giảm nhưng mà xong nó lại không bớt. Thế cô cứ xem cái kênh là đạt đến rồi đấy. Vâng. Thì cô nhà cô thì ở Sài Gòn nhưng mà cô quê cô thì ở ở Ba Vì đây, cũng ở đây. Vâng. Ở Tản Hồng đây. À, cô ở Tản Hồng ạ? Dạ, thế vâng. Thì cô coi kênh của con đó thì cô thấy thì cô ưng quá nhưng mà cô chưa có dịp để ra. Vâng. Thế hôm nay sẵn ra của ngày giỗ bố cô á là xong rồi cô mới đi lên đây. À, vâng. Thế cô hỏi ở anh em ở đây thì người ta không có biết, vâng. Không biết con, không. Tại vì là cháu cũng không quảng cáo, nhưng mà nếu mà muốn ở khắp quanh đây người ta biết thì cháu chỉ cần chạy quảng cáo khoanh vùng cái là người ta biết người hết ta thôi. Không biết nhưng mà cháu không chạy quảng cáo, mình hữu xạ tự nhiên hương. Có như nào thì mình chia sẻ như thế thôi. Đấy, cháu không bỏ ra một đồng tiền nào đi quảng cáo cả. Thì hỏi mấy người thì cũng không ai biết, thì cô bảo thôi cô xem trên đấy, ngày nào cô cũng xem kênh con. Vâng. Hôm qua gặp vợ con ở trên chỗ mà phòng khám đây thì bảo là cô có hỏi có phải con là vợ của Đạt không, bảo dạ. Vâng. Bảo cô xem kênh của vợ chồng con nên cô mới biết, cô về đây hôm nay cô mới xuống chưa được khám. Vâng ạ. À. Thì cô cũng mong là về đây con là cô con mình có duyên với nhau. Nói chung là bên cháu thì thế mạnh là về cổ vai gáy rồi thì thoát vị đĩa đệm. Đúng rồi, cô là bị bệnh cứ đau suốt xuống cái chân này, nó làm tê hết từ cái cô tê một bên hay hai bên? Một bên này. Một bên mà bên cổ. Nếu bây giờ lưu ý nhá quý vị khán giả nhá. Ví dụ mà ai mà tê cả hai chân xuống ấy là nó bị chèn ép thể trung tâm ấy, thì là những cái ca đấy là nó sẽ xử lý khó hơn những cái ca như kiểu cô như thế này. Cô là nó một bên hông này, từ cái chỗ này nó xuống hết cái chân này. Vâng. Nên là nó cái chân. Cô yên tâm đi, cô cố gắng điều trị. Dạ, cảm ơn con nhiều. Vâng. Chúc như vậy là Phúc Lâm Bảo Đường coi là ngày càng như vậy là chữa trị cho bệnh nhân được tốt hơn, để tất cả nếu như cô khỏi thì chắc Sài Gòn cô cũng ra rất nhiều, mà quê cô cũng rất là nhiều, vì cái bệnh này quá nhiều đau đớn khổ lắm con ơi, nên là ai cũng muốn tìm đến để thực ra thì mỗi bệnh nhân lại là một cái kênh quảng cáo cho mình mà đấy, cho nên là bệnh nhân đông như thế này cũng là do là điều trị mình có hiệu quả, thế là về người ta lại giới thiệu người thân bạn bè đến để về đông như vậy. Chứ còn thực tế ra để mà nói khi mà mình quay video như thế này lên ấy thì cũng có rất là nhiều người ta không tin tưởng đâu, bởi vì là cứ nói đến là biết ở trên mạng cái là nó sẽ tại vì bây giờ nó người ta sẽ suy nghĩ một cái gì đấy nó tiêu cực là lừa đảo đấy. Vâng. Cô thấy như vậy quay thật việc thật với cô bảo thôi hôm nay cứ đi, cô đi cũng có nhiều người cứ bảo là đi không biết có chữa được, bảo cô đã quyết rồi, từ Sài Gòn cô xem kênh con suốt ngày, cô cứ bảo là ra đến đây là cô phải đến. Vâng. Đến một lần để cô được chứng kiến tất cả, mà cô thấy tuyệt vời quá, ai cũng đây hỏi mấy cô đây, thực tế là cô bảo cô khỏi là cô cũng yên tâm lắm. Vâng. Cảm ơn con nhiều. Vâng. Cô có tâm vậy là vâng. Tốt. Chúc cô sức khỏe nhé. Dạ, vâng. Chào con nhé. À, vâng, thưa quý vị thì sau đây chúng ta sẽ cùng đến với hai vị bệnh nhân đã điều trị tại Phúc Lâm Bảo Đường. Thì cô có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là cô tên là gì và cô đến từ đâu? Cô là Phạm Thị Hạnh ở Ninh Bình. Vâng. Cô là đi chữa khắp mọi nơi rồi đấy, cô xúc động. Xúc động. Thế này nó khỏi là thích. Thế thì trước khi đến đây thì cô bị làm sao ạ? Cô là đi thoái hóa đốt sống cổ này. Vâng. Thoát bị đĩa đệm vôi gai. Vâng. Hết sức buốt không ngủ được. Vâng. Cô theo dõi ở cái kênh này cô đến luôn. Vâng. Và cô theo dõi cái trên màn hình có cái số điện thoại đấy. Vâng. Là cô điện cô bảo cái chị tư vấn là gửi thuốc vào cho cô. Vâng. Ship. Vâng. Vậy là được 3 ngày là thấy thuốc về. Vâng. Vậy là cô uống thấy nó đỡ nhá, đỡ buốt đi. Vâng. Phải được 12 ngày đã cố lên đây. Vâng. Đấy. Thế thì trước đây là cô bị như này là bao nhiêu năm rồi? Cỡ chục năm rồi. Chục năm rồi. Đấy. Cô đã đi khám và chữa đi hết ngoài được khắp mọi nơi. Vâng. Không thiếu cái gì. Vâng. Trước khi mà lên đây thì là cô gặp những cái triệu chứng như nào, có thể tả cho quý vị khán giả được biết là cái tình trạng của cô. Cô là nó trên cái cổ này là nó chóng mặt, đi thẳng nó cứ cắn ở trên đầu. Vâng. Trong mặt coi như đi vậy có khi còn đổ vật xuống. Rối loạn tiền đình. Đấy. Vâng. Vậy là phần lưng thì là nó buốt không ngủ không ấy được. Vâng. Buốt lắm mà nó tê á. Vâng. Đấy, vậy là cô tay của cô bị tê không?
có cái tay bên đây bên trái hết, đau bên trái hết. Bên trái hết. À. Đấy. Một nửa người, nếu mà như đấy, tình trạng cô mà để mà kéo dài là nó có thể gây lên tai biến. Đấy. Tai vậy biến. Là cô lo lắm, cô vâng, phải đi lên đây ngay. Vâng. Cô nghe thấy ở trên Facebook là cô phải đi luôn. Vâng. Thế thì bây giờ là cô đã cải thiện được như thế nào rồi? Cô khoảng 70% rồi. Vâng. Có nghĩa là bây giờ là cô thấy như thế nào? Ví dụ tay của cô rồi thì chân cô. Ý là đây bây giờ nắm đây hết tê này. Hết tê. Chân là còn tí nữa rồi, tê tí rồi còn buốt là hết. Vâng. Đấy. Hết buốt rồi. Hết buốt rồi. Vâng. Đấy. Cô mừng lắm. Vâng. Thế có cô có chia sẻ là trước đây là cô còn đau quá, cô không ngủ được á, lúc nãy cháu thấy. Ui rồi. Đi làm về xong đến tối là cái chân phải tìm cái chăn nào cao để gác. Vâng. Cái vậy đi. Vâng. Thế bây giờ là cô đã ngủ được chưa? Cô đến này lại nhà cô cũng ngủ được mấy. À. Vâng. Đấy. Thì khi mà cô điều trị ở đây kết quả tuyệt vời như vậy thì gia đình nhà cô là con cái đã biết chưa? Cô đã chia sẻ với gia đình. Cô rồi. Chồng cô mới điện thì cô bảo là đỡ được 70-80% rồi. Vâng. Là ông bảo là thêm một chuyến xe lên được đón về, nhưng mà cô bảo cứ từ từ. Vâng. Bác sĩ này lại bảo làm thêm mấy hôm nữa. Vâng. À thế là hôm nay là vẫn chưa về. Cô làm thêm mấy hôm nữa. Cô lại quyết định ở lại mấy hôm. Vâng. Nói chung là để cho nó kết quả nó mà cô đã mất công lên đây rồi. Vâng. Thì cô cứ phải ở thôi. Vâng. Em về trước đi chị nhá. À vâng. Cô về trước ạ. Vâng vâng. Cảm ơn nhá. Dạ vâng ạ. Vâng. Cô mừng lắm. Đấy, cô cũng chia sẻ là cô cũng cải thiện 70% đấy. Vâng. Mà cô theo dõi được có độ 20 ngày là cô lên đây luôn. Vâng. À cô quê ở đâu nhỉ? Ở Ninh Bình. Ninh Bình. Gia Viễn đấy, ở Gia Viễn. Ở gần Mãn Đính. Vâng. Chùa Mãn Đính đấy. Vâng. Cháu chúc cô sức khỏe nhá. Vâng. Tuyệt vời quá. Cảm ơn. Nhìn những giọt nước mắt của cô mà cháu cũng thấy xúc động lây theo. Đấy, đấy. Và cũng vui mừng, rất là vui và cô mừng nó khỏi được bệnh. Vâng. Và khi mà cô điều trị ở đây thì cô có thấy cái phương pháp điều trị nó khác biệt so với những nơi khác? Khác lắm, nó có bài bản, nó không phải như là ở chỗ khác. Vâng. Cứ bẻ bấm lung tung, nhưng mà đây nó có bài bản. Vâng. Đấy, cô theo dõi như vậy. Vâng. Tại vì là chắc là trước giờ là cô đã đi điều trị rất là nhiều nơi rồi đúng không? Coi như là cũng nửa cái nước Việt Nam này chứ không phải là cô ít. Có bao giờ bị mua thuốc ở trên mạng mà cứ quảng cáo cam kết khỏi các thứ gì không? Không, cô không tin, cô không mua. À, cô chỉ tin chỗ đạt đến rồi đấy, cô xem ấy. Vâng. Cô cứ vậy, cô điện là ship thuốc về, cô uống được 12 ngày cô lên đây. Vâng. Đấy, cô cảm nhận được là uống thuốc mà nó đã đỡ được bị buốt với cái tê đi rồi ấy. Vâng. Rồi cô mới bảo là đưa lên đây luôn. Vâng. Tuyệt vời quá. Đấy, là cô mừng lắm. Vâng. Chúc mừng cô nhé, cháu đây, chúc đây. Cô thật nhiều sức khỏe. Vâng, vâng. Hy vọng cô cũng là một cái kênh quảng cáo dành cho Phúc Lâm Bảo Đường. Vâng. Khi mà về đến nhà thì đấy, có thể là chia sẻ cho bạn bè người ui thân rồi. Đông người bị như này lắm mà họ không dám đi. Vâng. Họ cứ bảo là lừa hay là cái gì đấy. Tôi bảo là không, tôi theo dõi cái này không phải lừa. Vâng. Tôi cứ đi thôi, bệnh của tôi là nghiêm trọng rồi. Và đến ngày hôm nay là cô đã lên đây và chứng kiến tận mắt và trải nghiệm thực tế luôn. Vâng, vâng. Cô chứng kiến rồi. Cái kết quả rất là tuyệt vời. Chúc mừng cô. Cô thấy vậy cô mừng lắm. Vâng. Cái cô Dung lúc nãy đấy, vâng, cô nào cùng nằm phòng với cô đấy. Vâng. Cô trong miền Nam bay ra đấy. À cô Đồng Nai đấy đúng không? Ừ đấy, vâng. Cô nằm cùng cô vừa về rồi. À cháu vừa mới phỏng vấn cô. Ừ nữa. Vậy đấy. Vâng. Ui giời, hai cô, chị em. Cô mừng quá, cô khóc suốt nhá. Cô mừng. Vâng. Cô bảo nó khỏi vậy mà 26 năm rồi đấy. Vâng. Mà cô cũng bị chục năm rồi đấy chứ không ít đâu. Vâng. Tuyệt vời. Đấy. Mà cô lên đây cô thấy bác sĩ chăm sóc cái khả ấy lắm. Thế về ăn ở thì cô thấy như thế nào? Được, ăn cơm thì ngon. Vâng. Cô thấy được. Vâng. Thật ra thì cái chế độ ăn của những người bị bệnh xương khớp không, thì nó thực đơn nó hơi nghèo nàn một chút. Kiêng rất không, là nhiều thứ, thế cho nên vậy là vừa đủ rồi. Vâng. Ăn vâng, thịt này, cá vâng, này, rồi thì rau củ những đấy, thứ thôi. Tránh những cô về cô uống vâng, thuốc, cô chỉ ăn vậy thôi chứ kiêng không vâng, ăn được những cái thứ khác. Vâng. Ăn nhiều là khổ nhiều. Đấy. Đấy, bệnh vâng, từ miệng mà ra đấy. Đấy đấy. Vâng. Mà cô khỏi về và đợt này cô cũng kiêng không làm nặng nữa. Vâng, đúng rồi, phải kiêng làm nặng. Vâng. Cố gắng cô đấy, nhé. Vâng. Chúc mừng cô. Vâng. Chào cô. Vâng. Cảm ơn Phúc Lâm Bảo Đường là có sức khỏe nhiều để phục vụ cả nước thế này. Vâng. Thấy đông lắm. Vâng. Mời đi xương khớp đông lắm.